đi kia. Đây, anh để em sập môi xuống rồi. Đây, anh sẽ cuốc cần dài đang bơi vô. Đây, chiếc nào đi trước đây? Để coi chiếc nào đi trước nha. Đây, cái chị bên đây thì chưa đi các bạn. Đây, cọ không ngang, cọ không ngang, cọ không ngang. Cọ không? Cọ, 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 cọ. Cọ, cọ. Rồi, tới công chuyện, tới công chuyện. Cọ, tới công chuyện. Trời ơi. Tới công chuyện. Thôi rồi, coi anh nạp ra khói rồi kìa. Còn cái chiếc ở sau này nữa các bạn. Đây, chiếc này của chị gái cũng như vượt lên luôn nha. Đây, bắt đầu là chiếc ghe cây của chị gái chạy sau nè. Bắt đầu là vượt lên nha. Trời ơi, quay phim luôn, quay phim luôn. Trời ơi. Quay phim luôn. Rồi, ghe của chị gái đang lên, đang đi. Đây, chị đi ra sao các bạn. Đây mấy chiếc vỏ lãi đang chạy cái lên nha. Trời ơi, vỏ nhỏ. Anh này ghe này cờ đỏ ngôi sao vàng luôn nè. Trời ơi, cái chiếc này nó vượt, chiếc này nó vượt. Trời ơi, ghê vậy. Chiếc xà lan này, chiếc xà lan chở cát các bạn. YouTuber chứ không phải YouTube. Vậy hả, thay bắt đầu quét qua ha. Chiếc này xà lan cát này chở quá dữ các bạn. Đây, mấy chiếc ở sau đang di chuyển lên nè.
ở sau thì còn rất là nhiều chiếc các bạn nè. Chiếc 5000 5 dọc thì ở sau tá lả trơn nè. Đang chen trở lên đó. Rồi, bắt đầu là chiếc này lên đây các bạn. Quá. Ở chiếc này thì đang vượt cho lên, có chiếc sau cũng đang vượt lên nè. À, chị gái của qua cống ngồi tỉnh bơ ha. Này nó tới hai cửa luôn các bạn, hai cửa nha. Nếu mà vô được vô mà đầy đầy cái chỗ mà không có chỗ đậu nữa thì cửa cống này đóng lại, mở cổng kia cho đi ra. Bắt đầu là bên kia ngoài kia ta nhào vô à, chạy vô thì mở cổng này ra. Vô ra tấp nập chứ các bạn, không có mở trong, không có mở đồng loạt nha, không có mở. Rồi, có thể là vừa vô được một chiếc, thứ hai nữa là bích luôn. Bích luôn, bề ngang các bạn thấy bề ngang có bề lớn này đậu được, có bề ngang có hai chiếc à. Nếu mà chiếc này dài quá, chiếc xà lan cát nó đậu cái luôn là chiếm mẹ nó hết diện tích. Ở sau nè. Chiếm hết diện tích rồi. Chiếc này chỉ đậu nói đuôi theo thôi. Còn cái chiếc kia tới thì đậu cặp bên. Hay chị gái giục dây vô, giục dây sửa sẵn, giục dây lên lên cột nha. Đây chiếc này lên, vượt lên nè. Đây ghe này chị gái giục dây lên để cọt nha. Giục lên, giục lên, ừ. Bây giờ vô đây hai chiếc đậu cặp kè nhau đây à. Chiếc sao chen lên luôn các bạn. Rồi chiếc gà đá nó có thể nó lên luôn nha. Chiếc gà đá nó vô luôn rồi. Thì chị gái này tích cực đó là cột dây các bạn. Thank you.
giờ nó chở chở cát thì dầm mưa chạy vô đây luôn nè. Ở sau nó còn khá là còn nhiều ghe luôn các bạn nè. Trời thì đang mưa tầm tã luôn nha. Có thể là nó không biết nó có đóng cống trồng không nè, đóng cống ở đằng đó không nè, đóng cái màn cống đằng đó không. Chứ mình thấy thì ghe nó vô rất là nhiều luôn. Nối đuôi theo. Ở sau có chiếc nè, chiếc ở sau đang lên. Rồi chị gái núp mưa luôn nè. Chiếc ga trước các bạn, trời đang mưa không có đi ga đó được nè. Rồi chiếc ga cát này đi trước rồi, quá bự, chiếc này nó quá bự rồi. Thôi rồi mà nó đạp nước lên lên rồi, trôi luôn rồi. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây, giờ mấy chiếc này đang vừa kéo lên nha. Giờ mấy chiếc ghe nhỏ ngang qua chiếc. Trời ơi. Đây, bây giờ là chiếc này đang chạy trở lên các bạn. Quá rồi, nó tọa kìa, rồi, tới công chuyện rồi. Trời ơi, nó tọa, ê, ép. Trời ơi. Lọt các bạn, nãy nó mới ép luôn. Trời ơi. Rồi bắt đầu là chiếc xà lan đá này nó vượt trở lên nha. Mình nên nó còn mình nên nó luôn. Chiếc trước này nó đâm ngang luôn hết vậy. Mấy
mấy chiếc này chạy ra thì mấy cái chiếc ngoài kia nó bắt đầu di chuyển vô nha các bạn. Mấy chiếc này đậu sẵn đây rồi, bắt đầu mấy chiếc xà lan lớn này nó ra rồi, bắt đầu là mấy ảnh vô nha. Trời ơi, nó đâm ngang đâm dọc luôn rồi nè. Chiếc vỏ trời ơi con đấy, trời ơi có kìa trời ơi ghê vậy. Tới công chuyện trời ơi con kìa, trời ơi má ơi khủng khiếp không. Nẹt cái nữa coi. Tới màn cống này ảnh dừng trở lại nha. Đây bắt đầu là mấy chiếc tàu con chạy vô các bạn, mấy chiếc vỏ lãi đang chạy vô nha. Đây đây chiếc đó nè. Bắt đầu là mấy chiếc xà lan lớn ra rồi, bắt đầu mới ảnh vô. Trời ơi chiếc ghe biển, coi chiếc ghe biển này nè, khó vô kìa. Trời ơi coi nó chưa. Ê ghê vậy, quá rồi. Ghê không, chen nhau mà đi nha. Hình như là có chiếc cần cẩu xe cuốc đang chạy vô, nó là chen qua luôn nha. Đây nó đây các bạn, đây chiếc gầm nó dịch luôn. Ghê chưa, chiếc tàu biển. Đây chiếc ghe của chị gái vô các bạn. Trời nó đang mưa nãy giờ thạnh rồi nha. Anh xe cuốc thì ở đằng sau, ở sau chiếc ghe. Trời ơi con ghe này nó lắc nè. Xe cuốc này giờ cái cần của ảnh nè các bạn, gào mỏ dịch luôn nha, đang ủi vô. Đây xà lan ở sau luôn. Chiếc này chắc chiếc 07 quá các bạn, 07 quá rồi. Đây chiếc xà lan ở đằng sau vô luôn các bạn nè. Nếu mà cái cần này nó dơ cao lên là tới nóc cầu luôn á.
Bây giờ là nó giòn ra sao luôn các bạn. Chị gái cầm dây sẵn thì sẵn cọp nha. Kẹt chết lên nữa. Rồi là hiện tại bây giờ là cái ghe của chị gái này xô ra các bạn, chen vô chính giữa luôn nha. Đây bây giờ là ở trước rồi các bạn xem nè. Đây bây giờ ghe vô thì đậu đây sẵn hết trơn các bạn. Một hồi mang cống này mở ra bắt đầu là mấy ảnh chen qua nha. Đây có chiếc cây cần cẩu 07 ở đằng sau nè các bạn. Đây tài xế nữ luôn nè các bạn.